phải là chuyện bị chồng chê ngại mất hết tất cả. Lặng lẽ mang một thứ duy nhất ra đi, khiến chồng phải hối hận cả đời. Mới gần đây nhất, sau những tháng ngày im lặng chịu đựng, Thúy Nga đã chính thức chia sẻ câu chuyện liên quan đến bùa ngải mà chính cô là nạn nhân. Tú Phạm không ai xa lạ chính là người đầu óc tay gối của mình và hành trình thoát ngải. Đến bây giờ mỗi khi nhắc lại, cô vẫn thấy toát mồ hôi. Chuyện bắt đầu xảy ra khi cô còn ở Việt Nam, lúc đấy Thúy Nga đang qua lại tình cảm với một người đàn ông khác ở Mỹ. Thế nhưng khác nhau quá nhiều về văn hóa, bạn trai của cô lớn lên ở Mỹ, còn Thúy Nga là một cô gái Việt Nam thuần nông. Trong khi Thúy Nga chỉ thích ăn những món ăn đơn giản rất Việt Nam như mắm tôm và kho quẹt, thì bạn trai lại quen với những món đồ ăn nhanh. Thúy Nga thích tụ tập bạn bè ồn ào sôi nổi, còn bạn trai lại thích lặng lẽ đi tìm một góc riêng. Lần đầu gặp nhau ở Mỹ, qua sự giới thiệu của mấy người bạn, cô cũng không có ấn tượng gì tốt đẹp về anh cả. Hai người đã trao đổi những câu chuyện xã giao. Nhưng khi trở về Việt Nam, anh lại một lần nữa đến thăm gia đình Thúy Nga. Lúc đó cô đang chỗ tài nấu nướng thì anh đến nói với những người bạn. Bây giờ nhớ lại, Thúy Nga bất chợt nhận ra rằng kể từ sau lần đó anh thay đổi thái độ với cô khác hẳn. Những ngày sau anh luôn chủ động mời cô đi ăn tối, rồi chủ động kể cho cô nghe những câu chuyện về cuộc đời mình. Anh kể về cuộc hôn nhân đầu tiên không được hạnh phúc vì người vợ phản bội khiến anh từng đắm chìm trong men rượu. 7 năm sau đó anh lại kết hôn với một người phụ nữ Việt kiều khác ở Mỹ, rồi mang hai đứa con gái qua đó định cư. Cô vợ này sinh cho anh thêm một đứa con trai nên anh rất vui vì có đứa con nối dõi tông đường. Anh cũng chuyển hết tiền bạc qua Mỹ để ổn định tổ ấm. Tuy nhiên, theo như lời anh kể thì người phụ nữ này chỉ quan tâm đến gia sản của anh mà không yêu anh thật lòng. Cô ấy đối xử rất là nhạt với ba bố con anh. Anh kể người vợ này luôn tỏ ra rất chi lì, kể cả những chuyện vụt vặt. Dù nước Mỹ đầy đủ vật chất, tiện nghi mà ba con anh phải sống, nhưng người thiếu ăn, thiếu mặc. Có lần người vợ này đóng cửa nhốt cả ba cha con anh ở ngoài trời tuyết lạnh, mặc dù ba con lên tiếng. Ngoài trời tuyết lạnh, mặc cho cả ba người lên tiếng văn xin. Anh nghĩ người đàn bà ấy cư xử tệ bạc như vậy chỉ là muốn gây áp lực về tài sản mà không muốn hai đứa con anh ở chung. Thúy Nga nghe anh kể và thấy sao cuộc đời anh quá bất hạnh khi chưa biết thế nào là hai chữ hạnh phúc. Chính những câu chuyện khổ sở quanh đất Mỹ được anh kể ra trong nước mắt đã khiến cô đồng cảm trước hoàn cảnh của anh nên rơm rớm khóc theo. Hai trái tim tự nhiên thấy gần gũi hơn nhiều. Ngay từ nhỏ, ký ức của Thúy Nga là chuyện ly dị của ba mẹ, là sự bặt bẻo và hành hạ khổ sở của người mẹ kế. Năm Thúy Nga 10 tuổi và em trai 7 tuổi thì cha của Thúy Nga cưới vợ khác. Kể từ ngày đó, Thúy Nga coi như chưa từng có cha. Mỗi lần hai chị em cô muốn thăm cha là một lần khó khăn, nó bị người mẹ kế ngăn cấm không cho gặp. Ba luôn muốn chia cắt tình cảm của hai chị em cô với cha ruột. Ba còn soi xét từ miếng cơm miếng cá mỗi lần cả nhà có dịp quây quần. Rồi khi Thúy Nga lớn lên với sự nỗ lực không ngừng, cô cũng muốn trở thành một người nghệ sĩ. Mỗi lần thấy ba mình đến xem buổi biểu diễn là mỗi lần cô hạnh phúc dâng trào. Nhưng cô cũng chết lặng khi biết ba mình phải trả giá cho một lần ở dưới sân khấu của cô ở Nha Trang là khi về nhà ông bị đóng cửa nhốt ở ngoài cả đêm dưới trời giá rét lạnh. Hay những lúc cô bước lên bục vinh quang giành giải thưởng cho một hạng mục diễn viên hài, thì trong đêm ấy cha cô lặng lẽ ở tàu từ Sài Gòn về Nha Trang vì bị áp lực. Cô nhớ mình đã khóc thét lên trong điện thoại với cha như thế nào, với những lỗi ân ức đau lòng khi bóc nghẹn con tim ấy. Khán giả sẽ không thể nào biết được đằng sau nụ cười mang lại cho khán giả trên sân khấu hài thì cuộc đời của Thúy Nga chỉ toàn nước mắt. Ký ức đã theo chị Thúy Nga suốt cả năm tháng dài tuổi thơ cho đến khi trưởng thành, bằng những cực tuổi không biết chia sẻ cùng ai. Không có gì trong con người Thúy Nga có thể mạnh hơn cái ký ức tuổi thơ, khiến cô dễ dàng bật khóc bất cứ lúc nào. Không hiểu sao cách kể chuyện của anh, cô cảm thấy được chính câu chuyện của mình ngày xưa. Tình cảm của hai đứa con riêng của anh chính là tình cảm hai chị em cô hồi xưa. Hình ảnh anh cũng bị người phụ nữ ấy toàn tính, ích kỷ và tham lam giống hệt như cha của cô từng bị vậy. Giữa hai người dường như có một điểm chung về số phận, anh chạm đến nỗi chỗ yếu mềm, ẩm ướt nhất của cô lúc nào không biết. Những lần qua thăm gia đình anh sau này, mẹ và các chị em của anh cũng đối đãi với Thúy Nga lịch sự và đậm ấm. Có một chuyện hít cô cứ thắc mắc mãi trong suốt những năm qua, đó là khoảng thời gian cô bỗng dưng bị bệnh, anh đã chủ động săn tìm những loại thuốc lạ cho cô uống.
Anh đưa cô một chai nước màu đỏ dành cô uống thường xuyên để chữa bệnh. Còn gói bột màu hồng thì bảo cô nên mang theo bên mình để phòng thân, không bị người khác hãm hại. Tuy nhiên chẳng hiểu sao cứ mỗi lần uống xong chai nước màu đỏ là đầu óc cô bị mê muội, cứ như người mất hồn, chỉ ao hát được gần gũi anh. Vài ngày sau khi trong lúc tỉnh táo nhất, cô quyết định dừng uống thuốc vì hơi sợ. Còn gói bột màu hồng cô cũng không mang theo lên người để phòng thân như lời anh dặn. Cô lo sợ đây là một loài ngải hay là một dạng bù mới. Dù vậy, trong khoảng thời gian ngắn uống lại thuốc chứa trong chai màu đỏ, anh nói với tiếng Nga cũng nghe theo. Dù vậy, trong khoảng thời gian ngắn uống lại thuốc được chứa trong chai màu đỏ, anh nói gì Thúy Nga cũng nghe theo. Thậm chí trong nhà, bằng có bao nhiêu tiền cô cũng rút sạch và đưa anh. Cô hoàn toàn tin tưởng anh một cách mù quáng và mê muội. Nhờ sự gần gũi của việc chăm sóc bệnh tật đó, hai người càng thêm thân thiết. Lúc đó anh mới nói với cô rằng anh đã có một dự án vật lý môi trường rất lớn ở tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu nên muốn cô góp vốn đầu tư chung. Anh thuyết phục tốt còn cô tin tưởng nên đã ủy quyền để anh chấp nhận căn nhà lấy 6 tỷ đồng đầu tư. Thời gian đó có những đêm nằm mơ, cô thấy mình có những giấc mơ lạ và rất khủng khiếp. Cô thấy ngôi nhà của mình chẳng hiểu sao bị cháy rụi, hết chỉ còn chờ mấy cây cối. Cô gào khóc trong giấc mơ nhưng chỉ nhìn lại thấy còn một mình. Cô đã khóc suốt cả đêm, cô đã khóc suốt cả giấc mơ của mình cho đến khi trời sáng. Nhưng rồi cô tự động viên đó chỉ là chuyện giấc mơ. Những cảm giác lo sợ, sợ hãi mơ hồ thoáng qua, sớm bị xua đuổi bởi bao bệnh tật. Những cảm giác lo lắng, sợ hãi mơ hồ thoáng qua, sớm bị xua đuổi bởi bao tất bật đời thường. Rồi một ngày cô nhận được một lá thư đến từ cơ quan hải quan cũ của anh, không để tên người gửi, lúc họ gửi bằng email. Lúc đó cô chẳng thèm đọc kỹ, cô nhớ là anh ghé mắt xem rồi nhanh chóng từ tay xóa email đó và anh nói họ chỉ vu khống nên anh sẽ là người bắt họ. Sau đó họ không bỏ cuộc mà còn gửi thêm một lá thư dài qua bưu điện, lần này cô giấu anh đọc một mình. Không hề có chuyện người vợ trước không chung thủy khiến gia đình anh đổ vỡ, cũng không có chuyện người vợ thứ hai hành hạ ba cha con anh như những gì anh đã kể trong nước mắt. Họ khuyên cô rằng hãy cẩn thận vì con người anh chỉ biết tiền chứ không biết chữ tình. Lúc đó Thúy Nga rất hoang mang và hơi có chút lo sợ vì tài sản của cô đã giao hết cho anh. Cô muốn rút lại tiền bạc ra nhưng không được vì tất cả dự án đã bắt đầu khởi xây. Cô muốn rút tiền ra nhưng không được vì tất cả dự án đã bắt đầu khởi công xây dựng. Cô tặc lưỡi, thôi thì kệ, phóng lao thì phải theo lao thôi. Rồi hai người cũng làm đám cưới. Với tâm lý lo sợ, anh đang xây dựng kế hoạch lấy tiền của cô. Vì thế mà Thúy Nga đã phải tổ chức đám cưới cách ồn ào và hoành tráng như một tàu sự ràng buộc để bảo vệ tài sản của mình. Vì thế mà Thúy Nga đã phải tổ chức đám cưới một cách ồn ào và hoành tráng như một cách tàu sự ràng buộc để bảo vệ tài sản của mình. Đâu có ngờ mọi chuyện sau đó còn tệ hơn nữa. Kể từ đêm tân hôn cô và chồng cũ, chưa từng có một ngày là vợ chồng đúng nghĩa. Ngay khi biết tình mình mang thai, Thúy Nga để biết cô sẽ phải ly hôn anh, chấp nhận làm mẹ đơn thân. Thứ duy nhất Thúy Nga mang ra khỏi nhà lúc đó là thiên thần trong bụng. Dù đối diện với khó khăn chồng chết nhưng Thúy Nga vẫn lựa chọn sinh con ra. Chuyện tình của cô được khép lại một cách kín đáo. Cho đến bây giờ Thúy Nga vẫn thấy mình may mắn khi có được một cô con gái thông minh, khỏe mạnh và liếm lĩnh. Vì chủ động lựa chọn cuộc sống làm mẹ đơn thân nên Thúy Nga cũng không hờn trách số phận quá bất công với mình hay ghen tị với những người phụ nữ may mắn có gia đình đầy đủ hạnh phúc. Ngày hôm nay Thúy Nga đành phải kể chuyện này ra để chồng cũ không còn mượn danh cô để đi lừa gạt người khác. Chính vì Thúy Nga đã thành nạn nhân vì người ta đòi nợ hết lần này đến lần khác. Chai thuốc màu đỏ và thứ bột màu hồng mà Thúy Nga kể có phải ngải không mà đáng sợ như vậy?